Công an xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc vừa triệu tập nhóm 14 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 17 gây mất trật tự công cộng để giáo dục và giúp các em nhận thức đúng đắn về hành vi sai phạm của mình. Trước tình trạng tội phạm mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng đang là vấn đề nhức nhối trên địa bàn, cụ thể ngày 13 tháng 3 năm 2022, Công an xã Tam Hồng tuần tra trên địa bàn phát hiện một số thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ đi trên hai xe gắn máy và nhiều xe đạp điện mang theo nhiều hung khí. Khi đến thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng, lực lượng công an đã ập đến chặn xe, phong tỏa, tạm giữ các phương tiện và các đối tượng cùng số hung khí trên. Qua sự việc trên thì công an xã Tam Hồng cùng với các bậc phụ huynh tuyên truyền trên hệ thống loa và tới từng thôn để mà người dân nâng cao cái tinh thần cảnh giác và quan tâm đến tâm tư, đời sống, nguyện vọng của các cháu thanh thiếu niên tuổi đang lớn để mà có những cái răn đe giáo dục đối với các cháu. Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau qua mạng xã hội Facebook để giải quyết mâu thuẫn. Qua tất cả hành vi trên, bọn em nhận thấy là hành vi của mình là sai trái và trái với pháp luật. Đây là hành vi gây mất trật tự công cộng, không chỉ làm suy thoái lối sống của các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tâm lý học tập và rèn luyện của các em. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các gia đình cần có phương pháp quản lý và định hướng về suy nghĩ và hành động của con em mình. Mọi người dân khi gặp những tình huống như trên cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến cơ quan công an nơi gần nhất để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.